Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn vườn quất chuông. Vườn quất chuông này đang trong quá trình giữ quả non. Vì vậy qua clip hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một số lưu ý chăm sóc cây quất trên chuông để giữ quả non đạt sai và cây không bị thưa quả. Trong quá trình chăm sóc cây, chúng ta lấy hoa. Và bây giờ là thời điểm quan trọng để chúng ta lấy được giàn quả, làm sao cho giàn quả quất chung của chúng ta chia đều khắp tán cây và không bị bất mảng. Vì thế cái khâu giữ quả là rất quan trọng. Nếu có thể quất chung vườn này của mình cây quả rất sai và chia đều, chúng ta làm sao mà cứ giữ được quả như này, thì năm nay ví dụ sai quá thì chúng ta sẽ tỉa bớt để lấy lộc. Vì thế khâu giữ quả non là rất quan trọng. Thì chúng ta nên lưu ý là về độ ẩm, chúng ta giữ cây độ ẩm đều, đừng để cây thừa độ ẩm. Nếu cây thừa độ ẩm thì sẽ bị tách cuống quả. Việc thứ hai là chúng ta phải phòng trừ các sâu bệnh hại. Riêng quất này đặc biệt là các con ve bùa, các con chích hút, thì chúng ta không đảm bảo tốt các phòng trừ sâu bệnh này thì năm nay quả quất của chúng ta sẽ bị mã xấu và bị các vệt gân bị ghẻ quả. Và cái quan trọng cuối cùng là chúng ta cũng đánh thêm các loại kích quả to để cho quả nhanh lớn. Như vậy quả quất của chúng ta sẽ nhanh qua được thời kỳ đẻ quả. Lát nữa mình chia sẻ với các bạn cái loại thuốc mà mình hay đánh. Loại kích quả quất lớn nhanh có rất nhiều loại, như C hay các cái chất vi lượng khác. Như mình thì mình hay dùng gen tao quả. Đây các bạn, đây là hộp mà gen tao quả. Hộp này là 90.000 một hộp này. Thì mình đánh vẫn theo hướng dẫn sử dụng ở cái vỏ in bao bì. Cái thuốc này đánh vẫn kèm được các loại cùng thuốc sâu trị bệnh. Thì khi mình đánh kích quả này thì chúng ta làm sao đánh vào buổi chiều mát. Thuốc hiệu quả đạt cao nhất. Vừa rồi mình chia sẻ với các bạn một số lưu ý về phòng trừ dụng quả non trên cây quất chuông chậu. Mình xin kết thúc clip ở đây. Xin chào các bạn.